em bị huyết áp cao đây, ngày xưa không huyết áp cao, bây giờ có phải dùng thuốc không? Có, vẫn giờ em từ hồi bị là em ngày nào cũng uống viên Covaxin. Ngày nào uống? Vâng, ngày nào uống đều. Sinh năm 86 đã phải uống này. Vâng. Quá trẻ để uống thuốc huyết áp. Vâng. Thì bác sĩ chỉ định đặt khám và bảo ngày nào cũng uống một viên mà sáng nay uống. Em chiều nào cũng chạy thì nhưng mà hôm nào mà đợt này em vẫn chạy được hàng ngày. Vẫn chạy nhẹ được nhưng mà chạy nhiều lúc mà chạy quá tải thì cũng thấy mỏi khớp nên em đạp xe. Lúc cân xong thì bây giờ nó lên đến 140 mấy cân anh ạ, mà trong Tết thì em kiểm soát thì nó chỉ là 130 cân thôi, nhưng mà Tết giờ nó lên 10 mấy cân anh ạ. Thế còn cái khớp của em đi lại bây giờ nó có cái khớp không? Của em đi lại thì ok nhưng nó nặng nề. Em thì một thời gian em mua máy chạy nhưng nó đau em nghỉ, em không chạy nữa, giờ em chỉ đi bộ thôi. Hơn 10 năm là lúc đó em nó chỉ được 12-13 năm về trước, lúc nào em 70-80 cân, đến lúc nó tầm 90 cân với hơn một tạ trở nên nó mất kiểm soát. Thế thì có thể nói là như hai em ở trong cùng một gia đình mà bị béo này thì nguyên nhân rất có thể là do gen. Do gen di truyền từ cả thế hệ trước nữa. Thế thì dù là gen hay là môi trường hay là do cái gì thì cái kết cục cuối cùng của nó là béo là do mình ăn quá, dư thừa cái khối lượng cơ thể nó cần. Không ăn thì không lấy gì béo, khẳng định luôn. Tất cả lẽ ra cơ thể mình cần sử dụng năng lượng khoảng độ 1 phần, bây giờ mình ăn 5 phần, 4 phần nó chuyển hóa, không dùng đến nó chuyển hóa thành mỡ. Và nó gây ra béo phì. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo, cam kết đồng hành suốt đời cùng người bệnh. Số điện thoại trợ lý phó giáo sư 0988 849 234. Địa chỉ cơ sở Hà Nội, số 79 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, số 199/6 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận.